Hello xin chào tất cả các bạn. Video này mình sẽ chơi 8 game trên iPad nha. Bắt đầu game đầu tiên là một game cắt hoa quả, thái hoa quả. Nó bong. Đó, hình thức này. Trời ơi. Tuyệt vời chưa? Ui, băm lên những nơi ra, chúng ta phải né những chỗ có gỗ và sắt ra, không thì sẽ bị mẻ ra mất. Băm càng lâu nó sẽ lên càng nhanh. Rồi. Tiếp mà. Mình sẽ chuyển con dao khác đi nhỉ. Ồ, nhìn 5 vàng một con dao mới nhỉ. Con dao này ở đây đi. Vỡ một con lợn đất này. Ớt này. Cà chua này. Cà tím này. Ui, một hàng cà tím này. Ớt, cà chua, cà tím. Ớt cà chua đó, cho hết vào một cái chảo nấu một món súp hay là một món gì đó thật là ngon. Mở một hàng luôn. Ồ, được vàng rồi. Băm tiếp tục băm đồ vật. Lần này sẽ nấu một nồi canh gồm có cà rốt này, hành tây, khoai tây, ớt chuông, một lượng đất luôn. Có ớt này, ớt vàng này, ớt yellow, ok. Có khoai tây, lâu thấy củ khoai tây nhỉ. Khoai tây không cần gọt vỏ luôn. Rồi, chúng ta chuyển đến với game tiếp theo. Đó chính là game Crown City. Skin là con ếch này. Bắt đầu chúng ta sẽ đi thu thập đồng đội. Một người này. Mãi em kiếm được một người. Vắng thật đấy. Đây ra khu này có vẻ đông người không? Khu này lúc nào cũng đông người thôi. Tuyệt, bạn gặp hàng rồi. Thằng áo mới vào nên vẫn còn ít anh em lắm. Mình có 40 thằng rồi, gấp đôi bọn kia luôn. Thằng áo này, thằng áo thứ hai. Bên này à? Sang săn luôn chứ nhỉ? Săn luôn từ lúc còn bé. Ui ôi ôi, nó phi thẳng vào mặt mình. Đây là thằng tím này. Thằng xanh này. Hót bạc. Xanh lá cây ở dưới đang lộng hành phết các bạn ạ. Mình sẽ phải xuống sửa đẹp nó. Thằng tím vừa mình tha cho bây giờ lại lên nhiều anh em phết đấy. Đấy nó chạy đây rồi. Chặn đầu bên này luôn. Em xông lên hót bạc này. Bạn nó bị bắn. 30 giây. Ui thằng tím lên hơn 100 thằng luôn ạ. Đó, thằng vừa mình tha cho bây giờ nó lộng hành kinh khủng rồi. Mò sang chỗ nó 16 giây. Bỏ qua thằng hồng. Rồi bằng này là đủ rồi. Tại vì nó đã chạy vào đường cục. Tiếp theo là thằng hồng. Không đủ thời gian rồi. Nhiều thời gian hơn một chút là mình hot hết thằng này luôn. Top 1 20 sao này.
Mình sẽ chuyển game thôi. Tiếp theo là Pule Fully. À, chúng ta sẽ ghép những đồ vật này. Bỏ này ra. Vậy à? À, một hòm thư. Trời ơi, nhớ hòm thư rồi. Đây, tiếp theo này. Có một cái nhà cầu trượt nào. Đây này. Ui này, khó quá. Đây đúng rồi. Đây. Không phải này. Đây là cái gì ta? Coi biết này cái gì không? Một chiếc giày à? Hay như này. À, một chiếc giày trên tuyết vậy các bạn. Khá là giống á. Tiếp là đây cái này đúng rồi. Cái này cái gì nhỉ? Tiếp theo tu tu tiếp à? Đây cái này đúng. Mình nghĩ là một bông hoa đấy. Không phải á. Đúng rồi, chuẩn men bông hoa rồi mà. Đây đây. Đó như vậy, một bông hoa. Tiếp là một cái ống nhòm, hai cái ống nhòm. Không phải công việc. Đây. Đây cái gì đó. Đây nhiều cái cổng số 8 ấy nhỉ. Này à. Này. Đây cái gì ta? À, mình đã chuyển game rồi. Tiếp theo là game Rocket Start. Ồ, những người mèo. Ôi, hành tinh này, mặt trăng của mình đang bị cháy này. Mình phải sửa lại nó. May là chúng ta đến kịp. Oh my god. Không thì hỏng hết hàng họ. Mình sẽ về trái đất. Ui, trái đất cũng đang bị hỏng gì đó này. Đây, bị cháy. Dập lửa đi. Hàng quá, về kịp mà. Mắc một cái này. Còn nào mắc vào trong đây. Hết tiền. Đó, gần hoàn thiện rồi nha. Đang xây. À, chúng ta đến một nơi tiếp theo đây. Trên này mới mở này các bạn. Xây lên một tầng nữa là một chiếc vệ tinh này, tên lửa gì đó. Chúng ta không có đủ đồ để làm những thứ nào rồi. Đây là điểm danh.
Thêm một quà nha. Mở hộp quà xem là gì nào. Một con robot. Con robot gì đấy nhỉ? Ủa lâu. Level 1. Mình sẽ cho robot ở đây đi. Ủa nó rồi. Update này lên là 3 và nhận được rất là nhiều đồ luôn. Ok các bạn, chúng ta chuyển đến với game tiếp theo là game Tắc Kinh Tôm 2 nha. Bên chơi ở ngoài. Úi giời ơi. Bắn rắn này. Đập vào. Không mua được cái quần áo này. Hay mình có nên mua một cái mũ này. Ngôi nhà này. Kính này, sợi. Quần áo này, mũ áo này. Ồ, không có mẹ. Bụp, làm quay ra đất luôn. Phiêu, một rồi nữa. Bùm. Vác về, vác điện thoại nha. Khói à? Xin một bông hoa. 100 bánh gà tô. Bẻ nút vào mặt luôn. Còn gì không? Nghịch nó. Come on. Rồi. Chào tôi nha. Mình sẽ tiếp tục với game Flappy nha. Chọn cơ. No, một game bấm. Chết rồi. Vỡ mặt chấm con. Các bạn thấy kêu một trường của mình làm đứa này tắt điện luôn. Sợ. Đấm thích dùng chỗ này không? Một sút mặt vỡ mặt chấm com. Thế là chúng ta win luôn. Tuyệt vời chưa? Rồi mình đã chuyển sang game khác thôi. Tiếp theo là game Aquapad, một game chơi cầu trượt nha. Nào, chọn được kinh đi. 700. Rất nhiều skin này. Chơi con sư tử đi nhỉ. Bắt đầu. Én. Không cho nó đẩy cho người ta này. Mình sẽ điểm tắt. Sao mà có dù này các bạn. Xuống đây luôn. À, mày đi nhanh phết nhỉ? Oh no, mình đã nhầm đường rồi, tầm xuống đất. Thật không thể tin nổi. Nào nào. Một kill, ha ha. Nào, mình sẽ ăn được vài kill nữa. Ăn được con mèo này không nào? Xuống đây đi cho nó rực rỡ. Đấy, chào con mèo. Rồi mình đẩy nó xuống rồi lên thứ 1. Đây, dừng sang đây. Sang đây tiếp này.
Siêu đi đường tắt. Ui giời ơi. Đi đường tắt tiếp này. Chào các bạn nha. Mình đã về đích đầu tiên rồi. Sư tử về đích đầu tiên. À, xong còn giờ game gì không? Con thỏ đi, mình đã chơi con thỏ. Let's go. Chịu, ui không đầy nó. Thỏ ra nè. Ồ, mình phải đi đường tắt rồi. Rồi, đi đường tắt nào. Bay tận xuống đây luôn á. Ui. À đây, mình có thể về đích luôn này. Tuyệt vời, về đích luôn. 200 vàng. Quá ngon. Nào, một màn nữa nào. Lần này chúng ta sẽ đua thành phố. Ái chà. Xuống đây cho nó rực rỡ. Nào, xuống đây. Xuống tiếp nào. Đó. Đi đường tắt là cao thủ đi đường tắt chính là tôi. Đi đường tắt là về đích luôn hả hả. Tuyệt vời chưa? 312 vàng luôn. Rồi mình sẽ chuyển game nào. Tiếp theo là game Horizon, một game đua xe nha. Nào, chúng ta đua màn ở Los Angeles. Nào, chúng ta sẽ đến Los Angeles các bạn. Buổi tối và chiều tối luôn. Sợ, ui rồi vừa vào bị đâm rồi. Không sao, mình sẽ làm lại. Chật hẹp quá. Đua 5 vòng nào. Toàn xanh hàng vàng rồi. Nhớ mặt chúng mày rồi. Mình là vừa thằng vàng rồi. Chen nó xuống top 10 rồi. Trời tối đường nhìn rất khó đi luôn. Mày vừa chen ai? Rồi. Buổi tối đường rất là đẹp luôn. Top 6 rồi. Mình phải lên đến top 1 thì thôi. Còn 2 vòng nữa để chúng ta có thể vượt lên top 5 rồi. Mình đang cố gắng để vượt lên. 4 3. Còn 2 thằng nữa ở đâu đây? Ui hai như là xa thế. Nào cố lên còn một vòng nữa. Cua không trượt phát nào. Trời ơi. Một vòng cuối cùng. À đâu hết rồi. Về đích rồi. Mình về top 3 nha. Hơi đáng tiếc. Mà không sao. Ok, mình đã chơi một màn khác. Chơi màn này đi. 3 vòng. Đổ xe mẹ. Mình tách cho bọn này ra. Không thì nó sẽ rất là khó chịu. Bọn này được lợi là xuất phát bên trên. Mình phải xuất phát ở sau bọn nó. À, bọn này chèn mình tới bến luôn.
Mình đã phải dùng hết nitro rồi. Đấy, cua khá là nhiều. À, cố lên à. Còn vòng rồi. Cua. Cua rất là gắt luôn. Lên top 6 rồi. Ui, thập top 1 thì xa thật đấy. Phải toàn cao thủ không? Ái chà. Vòng cuối cùng. Vòng fit lab. Go go go. Chúng ta phải cố kiếm cái huy chương gì đó chứ nhỉ. 4 rồi. 3 rồi. Mình mà được xuất phát bên trên là mình hạ gục hết này luôn. Đây mình phải xuất phát đằng sau. Đó là một cái bất lợi cho mình. Sao về đây rồi. Và mình về đích top 3 nhé các bạn. Sao về đích top 3.